Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của pháp môn giải thoát không là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh sâu xa của pháp môn giải thoát không thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không, vì tánh sâu xa của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của mười địa Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh sâu xa của mười địa Bồ Tát thì chẳng phải là mười địa Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của năm loại mắt là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh sâu xa của sáu phép thần thông là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh sâu xa của năm loại mắt thì chẳng phải là năm loại mắt, vì tánh sâu xa của sáu phép thần thông thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Hết quyển thứ 298.